Kính thưa bà con cô bác, hôm nay mình lại đi vào rừng tìm cây thuốc. Trên đường đi thì mình thấy có nhiều cây thuốc, nhưng mà mình muốn giới thiệu với bà con cô bác một cái loại cây thật ra thì nó cũng không có xa lạ gì với bà con Việt Nam mình, cũng như toàn thể tất cả người châu Á mình. Ở châu Âu, châu Á hay là tất cả các nơi đều có cái cây loại thuốc này. Nhưng mà cũng có một số người biết một cái công dụng rất là quý hiếm của nó. Cũng như có một số người thì cũng hiểu, nhưng mà đôi lúc thì cũng có chưa có được gọi là sâu sắc lắm. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với tất cả bà con cô bác loại cây tầm ma, có tên của tiếng Tây gọi là đọt ti. Đây là cái cây tầm ma, là một cái loại cỏ ngứa. Tại vì người ta ít có sử dụng nó nhiều, không có biết đến cái nó nhiều, là tại vì khi mà mình đụng vô nó rất là ngứa, nó có thể làm cho mình đau nhức một vài ngày. Nhưng nếu như mà mình biết cách để mà mình hái, không cần sử dụng găng tay, nó cũng không có ngứa các bạn ơi. Và mình cũng có thể sử dụng tươi mà nó không có bị ngứa. Đây là mình sẽ giữ ngược cái cây này xuống như vậy, mình vuốt như vậy, các bạn thấy không, không hề có sự ngứa. Và nếu mà mình muốn để vô trong miệng mình ăn, mình làm nước tươi để mà nó uống á, thì rất là tốt luôn nha các bạn. Cái này á, nó có rất nhiều vitamin, vitamin A, vitamin C, vitamin D. Có nhiều cái chất sắt, F là phe nè, có sắt rất là nhiều. Đặc biệt nó có nhiều protein lắm. Trong 100 g sachet, có nghĩa là 100 g cái lá tầm ma khô này mà mình có thể đem xay nhuyễn lại, thì cái protein của nó được là 40 g. Những ai mà giống như là thiếu protein đồ này kia thì mình dùng cái cây này rất là tốt. Ngoài cái công dụng của cây tầm ma này làm cho mình giảm huyết áp, thì hạ huyết áp, những ai mà huyết áp cao quá thì mình dùng cái này cũng rất là tốt, và nó cũng hỗ trợ cho mình rất nhiều trong cái việc như mình bị dị ứng, mà dị ứng về cái đường hô hấp á các bạn. Mấy người mà bị bong xít này nọ kia mà ho, cảm thấy ngứa mà cứ chào cần vậy đó, thì mình sử dụng cái loại cây này nè thì rất là tốt. Cái đó thì mình sử dụng bằng cái hạt của nó đó các bạn, thì rất là tốt cho cái vấn đề đó. Mình có thể ấy bỏ vô trong cái đồ ăn, hay là mình để vô trong cái cà phê, hay là thức ăn sáng gì đó của mình trộn lẫn vào, mình có thể ăn được. Và nó rất là giúp ích cho mình trong cái mà mình nhai rồi mình cứ dọ dọn vậy á, mình bỏ vô miệng rồi mình ăn, mình có thể nuốt luôn như vậy cũng được nữa. Nó không hề có một cái gì gọi là ngứa hết. Các bạn cũng có thể lấy đem về, một là các bạn có cái máy mà ép, thì mình ép thẳng ra nước, mình có thể để một trái bơm vô cũng rất là ngon. Cái mùi vị của nó đó thì nó thơm thơm, giống như là mùi rau má của mình vậy đó các bạn. Cũng như mình có thể để một tí nước vô mình sử dụng chung cũng được, hoặc là mình làm trà mình uống, mình phơi khô để mà mình đi hái một lần rồi mình đem về mình phơi khô, rồi sau đó rồi cái mình để sử dụng dần dần, mình cứ khoảng 30 gram như vậy đó. 30 gram, nếu mà 30 gram khô á, thì mình có thể để trong một lít nước và mình uống trong ngày nhiều lần như vậy, một ngày mấy cử cũng được, hai ba cử gì cũng được cả. Nó tốt cho gan nè, cho gan, cho thận nè. Nhất đặc biệt là các bạn biết không, nó có thể chống cái sự ung thư của bên phái nam á, thì khi mà những cái người mà lớn tuổi á, hay dễ bị ung thư ở dưới tuyến bàng quang ở dưới rồi này kia đó các bạn, ở dưới tuyến tiểu tiện rồi nào đó kia, có những cái vấn đề ung thư rồi kia, thì thường á, phụ nữ mình á, thì hay bị căng xe ở dưới cái phần buồng trứng này nọ nọ kia ở dưới đó, thì nam giới họ lại bị căng xe về cái đường tiết niệu, thì mình dùng cái này để hỗ trợ cho cái phần đó, điều trị rất là tốt. Đặc biệt là cái rễ của nó đó,
thì hỗ trợ cho những ai mà bị về thấp khớp, về có vấn đề về xương khớp này nọ nọ kia đó, thì mình sử dụng cái cây này nè, nó sẽ làm bổ sung những cái dưỡng chất mà mình thiếu ở trong những cái khớp này nọ kia đau nhức. Mà nó còn có một cái công dụng đặc biệt hơn nữa, có nghĩa là những người nào mà bị về stress, về bị thần kinh, thì khi mà mình sử dụng một cái cây này thì cái dưỡng chất của nó đó, nó sẽ đem về cho cái não bộ của mình, có những cái ven nó chạy ở trong đó này kia, nó bị tắc nghẽn này kia, thì cái này nó làm lưu thông và nó nuôi dưỡng cái phần đó để mà nó dung hòa lại, để cho cái phần đó, đó nó được lưu thông hơn, thì nó sẽ giảm đi cho các bạn cái sự đau đầu mà về thần kinh đồ này kia đó các bạn. Thì cái này đặc biệt rất là hay về cái phần đó, cũng như là những cái phần mà mình mới vừa nói qua đó, thì có rất là nhiều công dụng hay. Và đặc biệt á, và trong cái mùa xuân này nè, thì mình đi hái về, mình có thể nấu súp nè, mình bỏ vô, mình nấu súp. Người Tây á, thì nấu súp rất là nhiều, cũng như mình có thể xào, xào ăn lên giống như mình thay rau xanh này nọ kia. Nhưng mà những cái chất cái màu xanh nè, diệp tả lục như vậy nè, thì nó rất tốt cho những ai mà có cái hệ tiêu hóa không có tốt á, thì mình dùng cái này thì mình sẽ được đào thải rất là tốt, cái đường ruột của mình là không có bị khó chịu khi mà mình bị đầy hơi hoặc này nọ kia, thì cái này nó sẽ giúp nhiều cho cái vấn đề đó. Ngoài ra đó các bạn, cái cây này nè, mình cũng có thể là hái đem về mình ủ, mình làm phân bón cho tomat đồ này kia đó, rất là tốt luôn, cực kỳ tốt. Có nghĩa là mình chỉ đem về rồi cái mình ủ lại, lấy nắp mình đậy, mình ủ lại cho nó ra cái nước, và khi nó ra cái nước đó thì mình đem pha với lại nước thường của mình. Và có nghĩa ví dụ như 1 lít này thì mình phải pha đến 3 hoặc 5 lít nước kia và mình đem đi tưới, thì nó cũng ngăn ngừa được những cái con vi khuẩn mà nó tấn công cây đồ này nọ kia đó, làm cho cái cây cà của mình nó dễ bị ấy này nọ kia đó. Thì cái này nó cũng giúp cho cái về vấn đề đó, nó rất là tốt. Và mình cũng xin chia sẻ tất cả các bạn, ví dụ như mình lỡ mình ngắt, mình bị đầm ngứa, mình bị ngứa, thì xung quanh ở đây nè, nó cũng có cái cây lá chua. Mình có hái cái đoạn kia, đây là cái cây OJ, cái lá này là lá chua nè, OJ, nó tên là OJ. Thì mình lấy cái cây này, mình chà vô cái chỗ mà nó đâm, nó ngứa mình chà liền. Mình chà liền là nó sẽ hết, nó sẽ không có bị ngứa nha các bạn. Còn nếu không á, là nó sẽ làm cho mình ngứa và mình bị đau nhức trong một vài ngày đó các bạn. Đó. Còn nếu như mà các bạn mà muốn đem nó về vườn trồng á, thì mình cũng có thể đợi tới cái mùa mà nó lên hoa, thì mình hái đem về mình sử dụng. Có nghĩa là mình gãi nó lên và mình cho nó, khi mà nó boost lên khoảng 15 ngày vậy đó, là nó boost cây con lên. Xong rồi bắt đầu mình gieo vô trong những cái chỗ mà mình cần trồng ở một cái góc nào đó, mà cũng phải trồng cẩn thận ở trong một cái góc vườn nào đó. Nếu lỡ như nhà mình có con nít hoặc là con hàng xóm nó tới mà nó chạy tới nó chơi mà nó vô tình ấy vô là nó ngứa, nó rất là ngứa và đau nhức đó nha các bạn. Cái đó là một cái vấn đề mình cần phải nói đến. Ở đây thì mình cũng nói luôn, khi chơi vào rừng thì có rất nhiều cây ogô, đây là cây ogô. Nó đâm cũng dữ lắm, gai nhiều lắm nha. Nhưng mà nó cũng có cái đặc biệt công dụng của nó là hỗ trợ trong cái việc mà làm cho khi mà mình bị xương, bị gãy hay này nọ kia đó, thì cái cây ogô này nó kết hợp thêm vài chất thuốc khác là để hỗ trợ cho cái về cái vấn đề xương đồ đó, cũng rất là tốt. Đó, mà ở bên đây cái cây này á, thì người ta cũng hay là theo lâu lắm rồi á, thì mình biết đó, người ta tới Noel rồi kia, người ta cũng hái mấy cây này, người ta kết làm cái lẵng hoa, người ta treo ở nhà cùng với một cái loại cây khác á, thì nó có cái trái ra đỏ đỏ như nè, thì người ta làm một cái vòng, người ta treo lên giống như bên nhà mình á, mà mùng 5 tháng 5 vậy đó, thì mình cũng hay treo một cái bó mà nó có lá sông, lá này nọ nọ kia vậy đó. Rồi có nhiều người thì thêm một cặp cái cẳng chân gà đó các bạn,
đó thì để theo mà truyền thống văn hóa đồ này kia đó, thì để mà tốt cho gia đình, xua đuổi những cái chuyện xấu đồ này kia, thì cái truyền thuyết xưa của người ta thì mình nghĩ cũng giống như vậy. Giống như có một dịp mà mình đi qua bên Ý á, thì mình cũng thấy có một cái nhà đó treo một cái dòng hoa như vậy nè, cũng những cái cây cỏ như vậy nè, cỏ gai cỏ này nọ kia, rồi thêm một cái dây màu đỏ ở trong đó nữa. Cái mình cũng thắc mắc, mình nói ủa tại sao ở đây nó cũng treo cái này như vậy là làm sao. Thì mình hỏi cái người chủ nhà đó thì người ta cũng kể là để dành xua đuổi những cái vật xấu để đem vận may tới này nọ nọ kia đó các bạn. Thì tại vì những người mà như ở cái vùng ở trên núi đồng á thì họ cũng tin tưởng những cái thần linh những cái này nọ kia lắm, chứ không phải gì riêng dân tộc của mình đâu nha. Để trở lại, nãy giờ mình nói cũng hơi nhiều về cái vấn đề của cái cây ogô này. Để trở lại cái cây tầm ma này của mình, là cây độc ti, thì cái công dụng mình xin nhắc lại những cái công dụng của nó là giống như là để mà hỗ trợ cho về gan, về thận, những ai mà đi tiểu buốt rồi này nọ đồ kia đó là mình sử dụng nó rất là tốt. Những ngăn ngừa ung thư cho nam giới cũng rất là tốt. Rồi nó tốt cho não, có nghĩa là những người mà bị về thần kinh đồ này kia, căng thẳng đồ này kia, stress đồ nhiều đó, thì cái cây này cũng hỗ trợ rất là tốt nha các bạn. Rồi song song đó nữa thì nó còn có những cái tác dụng cho về đau nhức xương khớp, thì nó có thể hỗ trợ những cái khớp gối đồ của mình nè, nó bị viêm bên trong này nọ nọ kia đó, thì mình sử dụng cái này thì nó sẽ tăng cường cái tức chất đề kháng này nọ kia, nó bổ hỗ trợ cho cái việc điều trị xương khớp của mình cũng rất là tốt. Còn ví dụ những ai mà bị về thận, thận mà khi mà bị yếu, mình cũng có thể là mình thận mình đang lọc, thì mình sử dụng cái này nè. Và ở đây em cũng xin bổ sung, những ai mà đang mang thai, phụ nữ có thai đồ á, thì mình không có được sử dụng nha các bạn. Cũng như là cái người mà có huyết áp á, mà thấp quá thì không có nên sử dụng cái cây này, nó làm cho huyết áp mình sẽ bị tụt nhiều hơn, cho nên là mình không có nên sử dụng những cái loại cây này. Thì hôm nay mình xin chia sẻ tất cả những cái hiểu biết của mình nhỏ mọn trong cái cây thuốc quý hiếm này, mà nó có mọc tất cả các khắp nơi, nó mọc rất là dễ. Nhưng mình nhớ nghe, mình chỉ hái những nơi mà nó thiên nhiên, không có bị ô nhiễm, chứ mình đừng có hái những cái nơi có vệ đường. Tại vì ở những cái nơi vệ đường đó là toàn là nó hút những cái chất thải này kia, rất là không có tốt cho sức khỏe. Thì qua cái clip này mình cũng mong muốn là tất cả bà con cô bác mình phổ biến, chia sẻ với nhau để mà sử dụng cái cây này tốt cho sức khỏe. Và một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả các bà con cô bác đã yêu thích mình trong những ngày qua. Và nếu các bạn yêu thích thì bác xin các bạn hãy nhấn like hoặc là cho mình một cái nút chuông để mình có thể làm những cái clip tiếp theo, thì mình gửi sớm nhất đến trực tiếp với các bạn về cái kinh, về những cây thuốc quý hiếm và thiên nhiên như thế này, bổ ích cho tất cả các bạn. Một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả các bạn và xin chào tất cả các bạn. Mình xin bổ sung với tất cả các bạn cái cây tầm ma này nè, thì nó có hai loại, một cái loại là giống cái và một cái loại giống đực nha. Mình nếu mà các bạn để phân biệt được mà giống cái và giống đực á, thì đợi khi mà tới cái mùa mà nó
có cái hoa nó kết tua tủa xuống như này, trắng trắng nhỏ nhỏ đó, có cái đồ lòng thòng xuống như vậy, thì những cái cây mà nói chung là về giống cái thì cái lá cái phơi nó bị úp xuống, nó xuống, còn những cái giống đực thì nó lên. Cho nên mình phân biệt cái đó là cái giống cái giống đực. Thì cái giống cái nó mới có những cái hạt của cái cây này. Và mình lấy khi mà mình đi thu hoạch đó, thì mình hái nhiều nhiều vậy đó, rồi mình cắt nguyên một cái khúc vậy nè. Các bạn mà không có quen thì nhớ đeo theo găng tay nha các bạn, chứ để không nó đâm vô là nó đau nhức lắm. Thì mình cứ hái nhiều nhiều cái mình để vô một cái túi, cái bắt đầu mình rũ nó xuống, mình chà 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 vậy nè, thì nó sẽ gớt hột. Cái cây cái mới có hột nha. Còn cái cây đực thì các bạn mà không biết á, hái để hoài, mình để bao lâu đi nữa thì nó cũng không có hột đâu nha. Thì các bạn mà muốn sử dụng hột á, thì các bạn nhớ sử dụng vậy. Và mỗi lần sử dụng thì chỉ một muỗng cà phê thôi nha các bạn. Mình cũng xin nói thêm là cái cây ọt ti này nó rất giúp ích tốt cho chị em phụ nữ nào mà muốn giảm cân, vì nó có thể làm giảm cái cholesterol của mình. Khi mà mình có dư thừa cái phần mỡ nhiều đó thì nó làm giúp cho thận cũng thanh lọc được cái cơ thể của mình hơn một cách hiệu quả. Và mình cũng có thể sử dụng nguyên một cái cây ọt ti này từ thân rễ rồi này kia mình ngâm rượu nha các bạn. Nguyên toàn thể cái toàn thân của cái cây, có nghĩa là từ lá thân cho đến bông hoa đồ mình có thể sử dụng ngâm rượu hết. Mình phải ngâm rượu cái có cái nồng độ cồn nó phải cao, cũng phải từ 50 độ C trở lên nha tất cả các bạn, thì cái tính phát huy của cái thuốc nó mới được hòa tan ở trong cái rượu hết. Và mình có thể sử dụng đó dùng để xoa bóp hoặc là mình uống để trị đau nhức và giảm mỡ, cũng như giúp cho cái cơ thể của mình được thanh lọc cơ thể hơn. Thêm một cái công dụng, một cái chức năng mà cũng ít có người biết đến, có nghĩa là ngoài việc sử dụng để mà làm thuốc về thức ăn này nọ kia, thì mình cũng có thể sử dụng để mà chống cuộn tóc. Mình hái ọt ti về và mình nấu nước, mình gội đầu. Khi mà mình sử dụng thường xuyên như vậy thì tóc của mình rất là mượt và nó sẽ giảm bớt đi cái sự rụng tóc nha các bạn. Mình hướng dẫn cho các bạn hai loại cây, nó mọc cùng chung với nhau nha, nhưng mà nó khác nhau ở cái chỗ như cái cây này thì nó cũng có cái lông măng nhỏ 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 đó, đó nó có lông măng nhỏ nhỏ giống nhau lắm, nhưng mà về cái cây này thì mình đụng vô không bao giờ bị ngứa đó. Cái lá của nó, cái vân hoa lá của nó nè đó, các bạn thấy không, cái màu sắc thì nó có sự thay đổi chút đỉnh, nhưng mà cũng ăn thua là cái chỗ nó nắng ít hay nắng nhiều thì hoặc là cây non hoặc là cây già thôi, nó không có quan trọng. Nhưng mà các bạn quan trọng là các bạn phải nhìn cái chỗ mà nó chỉ ra như thế này nè, nó khứa găng cưa như vậy, và cái lá nó hơi tụp vô một chút. Còn cái lá này thì nó xè ra như thế này. Cái cây này là cây tầm ma nha các bạn đó, còn cái cây này là không phải là cây tầm ma nha các bạn, đừng có lẫn lộn mà đi vô nhìn thấy cái lá cũng găng cưa, cái màu cũng vậy, rồi cái lông nó cũng vậy, rồi cái màu nó cũng có hồng tía như gì, là rau tầm ma là không phải nha các bạn đó. Còn cái này mới là rau tầm ma nha. Đây, mình cầm là mình phải cầm như vậy nha, hoặc là mình chút xuống vậy nha, chứ không là nó chích vô là nó ngứa lắm đó. Không những vừa ngứa vừa đau nhức nữa đó. Nhưng mà mình nhắc lại là khi đau nhức thì mấy bạn á, trong rừng nó có rất là nhiều cái cây ô dây là cây lá chua đó, thì mình lấy vô mình chà mình sát liền tại chỗ là nó sẽ không còn đau nhức nữa, còn không là nó sẽ bị đau nhức á. Nãy giờ mình có nhắc đến cái ô dây thì mình nói thêm với tất cả các bạn, giống như là mình đi trong một cái cuộc đi chơi trong gia đình vào cái khu rừng nào, hoặc là nó có một cái gì đó mà con nít thì nó hay chạy nhảy vui đùa tùm lum, chạy đầu này đầu kia, nó đâu có biết cái nào là cỏ ngứa hay là cái gì đâu, thì nó đụng phải cái cây cỏ ngứa này. Bây giờ mình đụng giống như vô tình, là mình không có phải là mình ngắt để mà tránh cái gai, và khi bị gai đâm đau như thế nào. Rồi mình cũng sẽ quay cái cây mà cái lá chua là cái ô dây đây nè, bây giờ mình đụng vô đã nha. Đó, ui đau quá, đau nè, mình đụng lại lần nữa nha.
nó rất là, nó đâm chích vô một cái là nó ngứa. Đây là cái cây ô dây, hoặc nó nằm kế bên mà mình không có biết nè, thấy không? Cái cây này, cái ô dây mà ô dây gừng nè, cái lá nó nhỏ, nó có cái bông, nó bông nhỏ nhỏ nó nè, đó, thấy không? Mình ngắt cái lá này mình chà, mình chà vô cái chỗ nào mà mình bị đâm. Ví dụ như nó bị đâm, đây nè, mình hái giống như cái tay mình nè. Bây giờ mình để cho các bạn thấy nha. Nè, mình hy sinh cái tay của mình cho các bạn thấy nha. Mình đụng vô cái cây cỏ ngứa nè. Đó, bị chích, ui à, đau lắm á, ngứa, nó khó chịu lắm. Là mình ngắt cái lá này liền, mình chà lên cái chỗ đó. Chà vô cái chỗ mà nó mới vừa bị đụng ngứa nó. Đó, mình chà vô. Là một chút xíu sau là nó sẽ hết ngứa. Còn nếu mà các bạn không có biết mà để như vậy cũng tội mấy đứa con nít lắm, nó đau, nó nhức nó. Đó, mình cứ kiếm mình chà liền. Có thể chỗ này nó không có thì mình đi dọc chút xíu là nó có. Tại vì ở cái vệ gừng nó có rất nhiều là cái cây ô dây này. Cái cây ô dây này là cái cây rau chua mình hay sử dụng, người Tây á hay sử dụng, người ta nấu trong nấu súp nè. Còn người Việt của mình thì thích cuốn, giống như mình đổ bánh xèo đồ này kia. Thì ở bên này mình không có khế, không có này nọ kia đó, thì mình lấy cái lá này mình ăn kèm ở trong cái gỏi cuốn của mình đó. Thì mình thích lắm, gỏi cuốn hoặc là ăn bánh xèo thì mình cuốn đồ này kia. Thì mình hái cái lá ô dây này, mình mua thì mình trồng ở nhà, ở rạc đan hay trong chậu gì cũng được, thì cái lá nó lớn hơn. Còn cái loại ô dây này là cái loại ô dây cây lá chua, ở gừng thì cái lá nó nhỏ hơn đó, nhưng mà nó có cái chất chua chua vậy nè đó, thì là làm cho mình trà sát khuẩn liền, làm cho cái ngứa đó nó kỵ nhau á, là nó sẽ hết cái chỗ ngứa của mình hả các bạn. Một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả các bạn và xin chào tất cả các bạn. Thank you.